Ấn Độ thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam thách thức Bắc Kinh. Công ty dầu khí nhà nước Ấn Độ ONGC dự kiến sẽ nói lại các hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam thuộc vùng biển đông bất chấp phản đối của Bắc Kinh. Báo chí Ấn Độ dẫn lời các nguồn tin không nêu danh tính cho biết chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đã cho phép ONGC tiến hành khoan thăm dò dầu khí ở biển đông. Các nhà quan sát cho rằng động thái khẳng định quyền hoạt động thương mại của Ấn Độ ở biển đông có thể là một dấu hiệu cho thấy Ông Modi đã sẵn sàng cùng với Hoa Kỳ và các nước ở châu Á Thái Bình Dương kiềm chế tham vọng lãnh hại của Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh tuần này đã cảnh báo Ấn Độ phải tránh các hoạt động thăm dò ở những vùng biển tranh chấp. Bộ ngoại giao Trung Quốc được báo chí Ấn Độ trích lời nói rằng, bất kỳ hoạt động nào của các công ty nước ngoài tại các vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Trung Quốc đều là bất hợp pháp. Bộ này cũng yêu cầu các bên liên quan tránh các hành động làm phức tạp tình hình. Công ty ONGC hôm ngày 7 tháng 8 cho biết mới được phép thăm dò thêm một năm nữa tại một lô dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông. ONGC hồi tháng 5 đã đệ đơn đến chính quyền Việt Nam để xin gia hạn lần 3 cho giấy phép thăm dò ở lô 128 để duy trì lợi ích chiến lược của Ấn Độ ở Biển Đông. Đáp lại, Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh Petro Việt Nam đã cấp gia hạn cho ONGC tiếp tục hoạt động cho đến giữa tháng 6 năm sau. Lô dầu khí trên Biển Đông này nằm trong khu vực Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền. Năm 2011, Bắc Kinh từng cảnh cáo ONGC rằng việc thăm dò của công ty này ngoài khơi bờ biển Việt Nam là bất hợp pháp và xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.